Nói đây là bài của bạn nhá, đây là bạn bạn mình cầm cái góc này, đây là cầm góc này nha, góc này các bạn, đây là lá bài của bạn. Cái mình dơ là mình được bình thường thôi, cái mình nghiêng cái tay qua thì cái nó có tay này lắc ra nhá. Đó bạn coi nè, góc này, cái góc này nha, cái góc này. Đây là lá bài của bác khán giả nha, đây là lá bài của bạn nha. Mình dơ cho người ta xem gì, nhưng cái tay nè, cái tay mình lắc nè, đó lắc lắc nè, mình lắc lắc lắc, mình xây cái góc đây nè, mình xây cái góc ra mình bỏ ở đây. Ok, thì cái góc này sẽ dành nhỏ một cái góc độ nhỏ rồi nha. Đó thì đây là lá bài thứ hai, bạn muốn để chỗ nào thì đó mình nhét vô, mình nghiêng nghiêng góc này, đó nghiêng qua. Ok nha, nhét vô đó. Lá bài thứ ba nha, để bình thường này. Thứ ba bạn muốn đổi chỗ này được không, mình nói chém gió gì đây chứ, mình liếc tay mình lắc mình nhẹ qua cái thứ ba nhét vô nha. Rồi đây là lá thứ tư nha, đây là tư, nhét vô, gấp vô, nhét vô. Ok, vậy là bốn bốn mắt nó vô chính giữa rồi. Thôi mời bạn xào giùm mình ha. Bạn xào, người ta xào là người ta không biết được cái góc này là hiện nay mình đang định dạng một cái góc cái tay này nhẹ thôi, nhưng bộ bài nó bình thường nè. Bạn cứ quýnh chút xíu này nó sẽ trở lại bình thường, nhưng mà chỉ một tức tức thời đó người ta xào thoải mái gì đó thì nó không sao, như người vừa xào tùm lum la thì nó không sao nè nha. Bạn trẻ có nó không hơi không cũng không sao nữa, mà nhưng mà bạn quýnh một chút nữa là không được nha nha. Ừ, anh đang live stream cái nha. Rồi nha, rồi mình bỏ vô chính giữa mình xào, rồi mình xào, người ta xào thì không sao, người ta trẻ không sao, mà đừng để lâu quá, để một chút nữa khoảng cỡ là quýnh vài ba dáng là nó sẽ trở lại ban đầu nha. Thì mình trong chớp mắt thôi các bạn nha. Đó thì mình sẽ mình nhớ mình cầm mà mình dơ nó bài thân gã mình nhét vô, thì trong lúc mình nhét á là mình sẽ để ý tới một cái góc cạnh đó là cái tay mình nghĩ như là tay. Thì giờ mình chia cho bạn xem. Bây giờ mình lấy bốn ách hồi nãy phải không, mình chia đây bốn ách nãy nè. Đó rồi mình lấy bốn ách cho bạn xem nha, nha một ách nè, nha hai ách nè, nha ba ách nè, nha rồi bốn ách, thấy không? Đó rồi, đây là bốn ách là 42 các bạn nha, đây là bốn ách 42 nha. Rồi đây là 42, đây là bốn thằng ách nha. Rồi bây giờ mình bỏ, mình lật úp xuống nè nha, lật úp xuống nè. Đó thì mình không biết là đối phương họ 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 lấy bốn lá bài nào, bốn lá bài nào ở đâu trong bộ bài này, nhưng đầu tiên mình sẽ nhét lá bài này, nhét đây. Ok nha, nhét một lá bài đây, rồi nhét lá bài này, rồi nhét lá bài này, không nhét bốn lá bài này. Ok nha. Rồi thì tới cái tụ này cũng vậy, bắt lớp lớp một nha, hai nha, rồi ba ha, rồi bốn. Ok rồi bốn lá bài, thì giờ tám lá bài nó nằm trong cái xen kẽ nhau hết trơn rồi nha. Bây giờ lúc này cho người ta cháo trộn lên, mình cháo cho nó bình thường nha. Rồi bây giờ cái này mình sẽ chia, hồi nãy giờ mình nhét là mình cầm đợi, nên nhớ mình cầm cái tay có tướng cầm, các bạn không lấy dỡ lên thì lắc cái tay xuống, lắc cái tay xuống là cái góc nó còn nha, thì cái độ góc này sẽ nó còn nhẹ nha. Rồi giờ mình sẽ chia cho bạn xem trước một quận nha nha. Làm lấy mình lấy là bốn 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 hai là bốn bốn ấy luôn đó bạn nha, bốn hai là bốn ít luôn nha. Như là cái quýnh bài này, nếu mà quýnh sập xám thì cũng cũng ok rồi đó, sập xám này nó ok lắm các bạn. Rồi bây giờ đầu đi là một ách này ha, nha hai ách này ha, rồi ba ách này ha, rồi bốn ách nha. Rồi đây là một hai nha, hai hai nha, ba hai và bốn hai. Ok nha. Đó bài thì bài này á là như vậy, mà lấy gì thì cái bài này nó không còn lấy gì hết trơn các bạn nha. Nó sạch nha. Mình trải qua mời khán giả bắt một lá bài, lá nào cũng được. Ok thì đây là lá bài của bạn đúng không? Thì giờ mình sẽ nhét lá bài, sẽ bỏ chính giữa đây, rồi cái này xào chẻ tùm lum nha, rồi xào tùm lum la thì lộn xộn tùm lum la thì tùm lum cắt tùm lum la gì đó, nó lộn xộn đi nha. Thì mình không biết cái lá bài của bạn là nằm ở đâu trong bộ bài này đúng không? Thì bây giờ thì giả sử là mẫu cho bạn xem, thì bây giờ hiện nay hồi nãy mình thấy lá bài nó lá gì đúng không? Cái giờ nếu là anh chị không tin đúng không, thôi anh xào chẻ em đi, cái mình lấy lá bài của khán giả ra. Đó thì đây là lá bài của khán giả. Ok
đó là ảo thuật đó. Ảo thuật là có thể như mình sẽ chém gió gì đó, mình bỏ lá bài vô chính giữa đây đó, thì cũng động tác mới thời vậy đó, mình nhét lá bài vô chính giữa đàng hoàng nha. Đây là lá bài, đây là bài của anh chị đúng không, mình sẽ nhét vô đây. Ok, mình nhét đây nè, nhét như đàng hoàng, bỏ vô đàng hoàng nha, bỏ thẳng vô lá bài đàng hoàng. Vì mình có xây cái ngón tay rồi, thì mình sẽ giờ mình lắc đâu, lắc qua bộ bài, mình lắc qua cái đợi. Thì hiện nay mình không biết lá bài của bạn nó nằm ở trong bộ bài này, ở đâu trong bộ bài này nhá. Người ta xào chẻ thoải mái kệ người ta đi, đúng không? Thì cái là vị trí của lá bài của mình á, mình hiểu được nguyên lý, mình sẽ chuyển lá bài nó lên ban đầu, vị trí ban đầu lên nha. Anh em không hiểu là mình lấy bài là không ra bài nữa các bạn nha, nhá nhá. Cái đầu mình chẻ mình chém gió gì đi nhá, đó mình chém gió gì đó, mình chẻ tàu lộn thì chém gió gì đó, thì mình biết là lá bài của khán giả nằm ở đâu rồi, là múa gì chém gió gì đó, không rồi bỏ tùm lum la gì đó. Ở bộ bài lộn xộn thì không biết cái lá bài của bạn ở nằm đâu. Thế mình nói là đây là lá bài của bạn phải không? Ok, lá bài của bạn đúng không? Bỏ xuống đây. Đó, thì đây là phải là đây là phản bồi của bạn, đúng không? Đúng là phản bồi không? Đây là phản bồi không? Đây đúng bồi là đúng không? Tại sao mà mình cầm bộ bài mình biết bao nhiêu nút và như thế nào? Bố tướng có một cái kỹ năng thì bố tướng mới lấy được nha. Nha. Bây giờ anh em á là muốn quýnh bài gì nha. Giờ mình cộng một bài lên, mình kéo cái bài xuống là mình thấy được đây, như chị thơ thế này đã thư thế 9 nút rồi. Bây giờ ách ở đây và thằng đầm vàng 8 nha, mình cộng một bài vô là thấy được 9 nút liền nha. Đó, mình cầm lắc cái bài lên nên thấy cái cặp xuống dưới thì gì xong là bài để là 456 nha. Đó. Mình phải nhanh các bạn ha, thấy cái bài này thắt tại lên tay liền rồi nhắc tay xuống cái là xong. À 9 nút nha. Đó, 9 nút mình thấy đặt lên cho bạn xem luôn, lấy 9 nút là bình thường đây là bồi nè, 9 này không? Nha. Lật cho bạn xem liền chứ cầm bên nha, đó lắc lên cái rồi tư thế này, bài tư thế là đặt 9 nút, 9 nút là sao, đây thằng 10 nha, thằng 8 dàn ách lá thứ hai nha. Đó, thì giờ đầu tiên mình lấy gì trước thì mình lấy này trước đi, mình thấy bỏ này trước đi, thì bây giờ còn lá bài đây thì mình chia thưởng, mà thưởng có hai lá bài thôi, lá hai cái lá bài thôi, một hai thôi, đơn giản thôi đó. Đó thì bây giờ hiện nay thì lá này trở đây vị trí anh, còn đây trở vị trí ban đầu lại, thì nó quan trọng là cái dòng tua của nó nha, quan trọng là cái dòng tua nha. Thì cầm một bài tại sao là biết nhau nút thì nó có kỹ năng. Bộ bài mình cầm một bóc cái cạch lên hay là thấy được tư thế như vậy là tư thế 9 nút rồi, đúng không? Đó. Tại sao 9 nút, cho anh em xem hiểu được nguyên lý tại sao 9 nút. Bởi vì hai thằng 5 với 4 nằm đây nha. Đó. Rồi mình cho bạn xem nha. Thì giờ có hai lá bài, muốn lấy động tác nào, muốn lấy 9 nút thì lấy ở trên này cũng được, ở dưới này cũng được, muốn cộng kiểu nào cũng được, quan trọng thấy không? Cộng thích với cộng kiểu nào cũng được nha. Nào. Thấy lên cái rồi như vậy, thế là đang là 8 nút. À 8 nút thì mình chia dòng thứ hai nó coi thế nào nha. Đó, thấy cặp lên cái đó ok, đó. Rồi xong. À. Đơn giản. Nha. Có nhiều khi á là nhiều anh em á hỏi á là anh Tuấn ơi, nhưng mà mình không có đụng vào bài mình chia á, mình có lấy bài được không? Thì bây giờ á mình nếu không đụng vào bài chia á thì mình cái gì mình chuyển bài đó gì mình có như mà bài này mình bỏ xuống đây, cái mình xào chẻ mình lum lay gì đi, cái bỏ xuống mình sẽ kinh nha, mình kinh nha, mình kinh, mình cắt chồng qua cho lại. Thì như là hiện nay á là cái thằng này ảnh này anh chia, đúng không, anh chia là mình không đụng vào bài chia mà mình lấy bài gì mình đây, thì có như hiện nay là bài lá bài của mình đây nè, bạn thấy không, ba bộ nè, một nè, hai đây, đây nè nha, đó đây nè nha, đó là cái này mình không đụng vào bài mình chia mà mình lấy bài gì mình được nha.